Sáng ngày 26 tháng 3 tại đường Sư Vạn Hạnh, ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã khai mạc hội thi kéo co, hội cờ làng, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia. Đây là một trong những hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024. Tại lễ hội kéo co, các đội thi đến từ các phường của quận Ngũ Hành Sơn đã tranh tài ở các nội dung nam, nữ nhằm tạo không khí sôi động trước thềm khai mạc lễ hội. Nói chung là rất là hai bên rất là có cái thể lực hết mình, nhưng mà rất là hào hứng trong cái vui, rất vui. Tôi tham gia kiểu này hôm nay là tôi thấy rất là khí thế. Dù là các vận động viên không chuyên nhưng ai cũng hào hứng tham gia với mong muốn tạo tiếng cười hoạt náo của ngày hội với quy mô cấp thành phố. Vì đây là một cái lễ hội truyền thống thì mình thấy là rất là bổ ích, và tất nhiên thì người dân họ cũng rất là nhiệt tình tham gia và kiểu cổ vũ ấy. Mình thấy là năm nào cũng sẽ đông và cũng sẽ kiểu như có những cái mới hơn. Tại hội cờ làng, các phường tham gia được chia làm hai đội xanh đỏ để dự thi. Đây là cuộc thi thể hiện tính nhanh nhẹn, mưu trí, đồng thời cũng là môn thi gần gũi với mọi lứa tuổi phường xã. Năm nay thì với mục tiêu là làm sinh động và làm mới những cái hội đồng lễ hội, nó góp phần làm cho các giá trị của lễ hội được lan tỏa nhiều hơn. Thì chúng tôi có những hội đồng so với các năm, ví dụ như là sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm khoa học, rồi bên cạnh đó là sẽ gắn với hoạt động chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, rồi các hoạt động đua thuyền truyền thống cũng tăng cường các lực lượng, các cái thuyền đua, và gắn với đó là về cái sự tích người đang công chúa. Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức thường niên và là điểm đến hấp dẫn của các Phật tử, người dân, du khách trong nước cũng như du khách quốc tế đến tham dự, chiêm ngưỡng, trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử văn hóa. Đồng thời, lễ hội còn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa và thưởng thức sự tinh tế, phong phú của các loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc trên thế giới.